Hơn 1.000 đại biểu là các chuyên gia về sản khoa đã tham dự hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Được tổ chức lần thứ 22, hội nghị đánh dấu sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Ngoài trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu, những người tham gia hội thảo còn được cập nhật những phương pháp khoa học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo tiền đề nghiên cứu phát triển sản phẩm trong tương lai. Hội nghị do các bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu Việt Nam và Hội sản phụ khoa Pháp cùng với công ty dược phẩm Hoa Linh tổ chức.